thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bài toán ở đây là nếu mong muốn của mình chỉ là kiếm tiền thôi, thì bạn phải cân nhắc giữa việc là ra làm chủ và đi làm thuê. Bởi vì tự nhiên mình phải chịu rất nhiều áp lực như vậy mà cái lượng tiền mình kiếm được nó quá ít, nó không xứng đáng. Điều đầu tiên này, chúng ta sẽ nói về những cái câu chuyện là vì sao có người kinh doanh thành công và vì sao có người kinh doanh thất bại. Có phải là ai mở spa ra đều có thể kiếm được nhiều tiền không cả nhà? Không, đúng không? Vì sao lại có người kiếm được nhiều tiền, vì sao lại có người không kiếm được nhiều tiền? Ông trời ưu ái à? Chưa tìm cái gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái nguyên nhân ở đây. Cái điều số 1, cái thứ lớn nhất mà cái gọi là cái rào cản làm cho những người càng kinh doanh càng sai ấy, đó là gì này? Tôi hỏi chúng ta, khi bạn mở một cơ sở, chúng ta phải đi làm nhiều năm để tích lũy vốn, có không? Hoặc là chúng ta sẽ đi vay vốn để mở, hoặc là chúng ta sẽ mượn một ai đó đầu tư cho chúng ta, nhờ một ai đó hoặc làm cùng một ai đó đầu tư để mình làm, có đúng không? Mình cần tiền để mình mở ra một cái gì cả nhà? Spa. Mục tiêu mong muốn của mình là gì? Dùng số tiền đó mở cơ sở ra để đạt được cái gì? Để đạt được lợi nhuận này. Thôi, nói nghĩa đen nha. Để đạt được cái gì cả lớp? Tiền, đúng không? Có hay mở spa ra để cho nó vui không? Để làm đẹp cho người khác mà không quan tâm đến tiền không? Rất là nhiều người hay nói với tôi được rằng là em mở ra, thực ra em kinh doanh rất có tâm. Đấy là em chỉ mong muốn là làm sao để khách hàng của em có được cái hiệu quả cao nhất. Còn em không nghĩ là tập trung vào marketing, bởi vì marketing nó là phải chém gió, nó là phải nói phép. Dẫn đến là em làm thì rất hiệu quả, nhưng mà ngày chả có mấy khách cả. Thế thì hiệu quả như vậy có vui không cả nhà? Vui không? Nó phải vừa hiệu quả, nó phải vừa kiếm được nhiều tiền, đúng không ạ? Thì nó mới vui được. Chứ vui không thôi thì ba bữa thôi nhỉ. Hiệu quả không thôi thì ba bữa là chán rồi. Thế cho nên là ai cũng mong muốn là kiếm được tiền, đúng không ạ? Và mục tiêu của mình nha, để mở spa ra này, để kiếm tiền hay là để kiếm cái này này, hay là để kiếm cả lớp tiền hay nhiều tiền? Nhiều tiền à? Vì sao lại hỏi là tiền hay nhiều tiền? Vì sao lại hỏi là tiền hay nhiều tiền? Vì cái điều này, chúng ta sẽ để ý nha. Nếu chỉ kiếm tiền thôi, thì một ngày cái nhu cầu tiêu tiền của mình thì khoảng bao nhiêu tiền cả nhà? Một ngày nhu cầu hiện tại của mình, ăn 3 bữa này, mặc thêm bộ quần áo này, xăng xe đi lại, gọi điện thoại này, đăng ký mạng này, 3G, khoảng bao nhiêu tiền một ngày? Cỡ 1 triệu một ngày không? Một người tiêu 1 triệu một ngày là hơi bị xa xỉ luôn đấy, đúng không? Mình chưa kể chồng con đâu. Một mình tiêu 1 triệu một ngày là hơi bị căng. Với mọi người gọi là ở đây là cái số tiền trung bình của mọi người có thể tiêu, không nói đến những người mà nhà giàu tiêu nhiều. Vài trăm ngàn thì thôi, mình cứ nói hẳn 1 triệu đi. Thế tức là mình chỉ kiếm tiền để đủ sống thôi. Cái tiền này này là kiếm tiền để đủ sống. Là ngày mình chỉ kiếm cần kiếm được khoảng tầm 1 triệu, 2 triệu là ok rồi. Mà mình kinh doanh ấy, ngày mà mình ra được khoảng 1 triệu, 2 triệu thì một tháng tổng doanh thu được khoảng bao nhiêu? 30 hoặc là 60 triệu, ngày 1 hoặc 2 mà. Thì nó 30 hoặc khoảng 60 triệu. Với một người kinh doanh một tháng mà làm ra 60 triệu thì là nhiều hay là ít? Một tháng là nhiều hay ít? Ở ngoài kia có ai một tháng họ đang làm ra được khoảng tầm 500 triệu doanh thu không? Có ai làm ra được 1 tỷ doanh thu không? Có ai làm ra 2 tỷ không? Có 3 tỷ không? Vậy 60 triệu so với 1 tỷ thì nhiều hay ít? 60 triệu đúng không? Thuê nhà hết bao nhiêu tiền rồi? Trả lương nhân viên hết bao nhiêu tiền rồi? Tiền trả cho sản phẩm mình nhập hàng là hết bao nhiêu tiền rồi?
đúng không? Tiền cái cơ sở càng ngày càng cũ đi, xong phải tái đầu tư cho nó mới lên. Chứ để lâu nó cũ quá thì khách chả quay lại nữa. Thế thì 60 triệu có đủ không cả nhà? Không. Vậy đi làm chủ mà chỉ kiếm được khoảng 1 đến 2 triệu một ngày thôi thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là mình sẽ không thể nào có được tiền đúc túi. Bạn sẽ có tiền để trang trải chi phí, nhưng không đủ tiền để đúc túi. Đúng không? Mà cái nhóm người nào là nhóm người mà có khả năng để kiếm được 1-2 triệu mỗi ngày? Nhóm nào? Nhân viên à? Cái nhóm này này. Nhóm gì cả nhà? Làm nghề. Những người làm nghề là những người có khả năng để kiếm được 1 đến 2 triệu mỗi ngày. Cho dù người đấy là một người đi gọi là cái gì cả nhà? Làm. Có nhân viên nào ngày kiếm được 1 triệu đến 2 triệu không? Có nhiều lắm, đúng không? Ở ngoài kia có rất là nhiều cơ sở họ trả lương cho nhân viên 30, 40 triệu một tháng. Đúng không? Vậy thì một là người đi làm thuê. Cái người làm nghề này với người đi làm thuê này thì họ có làm cùng cái nhiệm vụ với nhau không? Có. Kỹ thuật viên. Kỹ thuật viên là như nhau rồi còn đâu nữa. Phần lớn cái spa của chúng ta, cái lượng nhân sự lớn nhất là vị trí nào? Kỹ thuật viên, đúng không? Vậy thì người làm thuê thì kiếm được bằng đó tiền. Thì tại vì sao phải đi làm chủ để kiếm được bằng đó tiền? Đi làm chủ với đi làm thuê cái nào vất hơn? Làm chủ nhá. Làm chủ, ở đây nó là tự làm chủ. Cái nào mệt hơn? Vì sao làm chủ lại mệt hơn? Vì sao? Có phải là việc gì cũng đến tay không? Một là phải bỏ vốn ra để mở cơ sở đã, là cái đầu tiên, là áp lực về vốn chưa? Cái số 2, mở cơ sở ra rồi thì phải thuê, thuê người. Áp lực từ thuê người có không? Hay là thuê người về rất vui? Có áp lực, đúng không? Rồi có người rồi, có cơ sở đẹp rồi, có sản phẩm rồi, có máy móc rồi, nhưng mà chưa có khách. Vậy có áp lực về khách không? Lại áp lực về khách. Khách đến được rồi mà không chốt được ra tiền thì doanh thu nó cao hay thấp? Thấp. Cuối tháng thì phải trả lương nhân viên, phải trả tiền nhà, tiền gì nữa? Sản phẩm, điện, nước. Vậy là rất nhiều tiền. Rồi sau đó là đấy là ở spa của mình, về nhà cũng phải chăm con không? Chăm chồng không? Ai, đủ thứ chuyện trên đời nha. Thằng này áp lực hơn thằng này. Mà tiền tôi hỏi bạn nha, ai kiếm được nhiều hơn với hai cái ông này? Nếu trong trường hợp, nếu trong trường hợp kinh doanh không tốt thì ai sẽ, ai sẽ sướng hơn? Bố này sướng hơn, đúng không? Sáng 8 giờ bắt đầu đi làm, chiều 6 giờ chiều bắt đầu về, tối đi chơi với bạn trai, đúng không? Đi nhà nghỉ, đi khách sạn gì gì đó, chơi thoải mái không phải nghĩ gì hết. Nhưng còn tự làm chủ thế, sáng 6 giờ mở mắt ra rồi tiếp tục mấy giờ đóng nhắm mắt lại, chắc phải cỡ 6 giờ sáng hôm sau, đúng không? Nó hơi quá, nhưng mà nhiều người như vậy thật đấy, nó áp lực rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bài toán ở đây để nếu mong muốn của mình chỉ là kiếm tiền thôi thì bạn phải cân nhắc giữa việc là ra làm chủ và đi làm thuê. Bởi vì tự nhiên mình phải chịu rất nhiều áp lực như vậy mà cái lượng tiền mình kiếm được nó quá ít, nó không xứng đáng. Giống như kiểu là mình ra ngoài kia mình bị ai cũng chửi mình. Tức là ai cũng chửi, ai cũng ghét mình. Đáng nhẽ là nếu mà để người khác chửi và ghét thì mình phải nhận được thật nhiều những thứ mình muốn. Ví dụ là tiền thì ok mình còn chịu được, đúng không? Giống giống như cái đội showbiz ấy, là rất nhiều người chửi anti-fan ấy, nhưng nó lại kiếm được nhiều tiền, nó vẫn còn chịu được. Chứ mình ai cũng chửi mà không có đồng nào cả, đúng không? Là không sống được rồi, chắc phải nhảy cầu sớm thôi.